Bố, bố nghĩ lại đi. Không được. Bò, cho bố mượn quyển vở với cái bút. Mẹ, con không chịu đâu. Con chưa sẵn sàng. Ô hay, chuyện lấy chồng có gì sẵn sàng với không sẵn sàng. Tôi sẵn sàng từ hồi 15 tuổi ấy chứ. Mà bằng này tuổi đâu rồi, không lấy chồng là sao? Thế khác nào bố mẹ bắt con vào dọ à? Ừ, thì vào dọ chứ còn sao nữa. Con gái đến tuổi mà không cho vào dọ, để chết đông suốt à? Đúng rồi, bố phải cho chị Phú vào dọ đi. Thì bố mẹ cứ từ từ, trước sau gì con trả lấy. Chả nhẽ đấy, nói lấy là lấy ngay à? Thì lấy ngay chứ sao nữa. Kiên quyết không để cô lừa chúng tôi một lần nữa nhé. Tôi sẽ duyệt lại một lần nữa, xem thằng nào mà cứ là khỏe mạnh, chịu khó là được. Hiểu chưa? Ông ơi, đến nhà nào trước hả ông? Nhà nào cũng được, ai cũng được. Bất kể già trẻ, xấu đẹp, ghi tất. Này, bà cầm lấy, bà làm thư ký. Gặp ai thì ghi vào đấy, tối về mình tính. Vâng, đúng thế. À, kia rồi. Thằng đầu tiên, bà ghi vào. Thằng ấy là thằng... Thằng Kỳ. Tiêu Thanh Kỳ. Rồi. Rồi ạ. Đi. À, đi nhà này trước. Chào ông hả? À, chào ông ạ. Chào ông ạ. Dạ, xin hỏi ông, nhà mình có con trai không ạ? Có chứ. Chúng mày đâu ra cả đây? Dạ. Chào ông ạ. Vâng, chào ông ạ. Thì chào anh chị nhá. Thằng này xong bãi đấy, con lão tiền đấy. Thằng này khỏe mạnh. Đi. Xem nào. Lò Văn Ngang, 20 tuổi, công nhân lấy cầu Quảng Ninh. Không được ông ạ. Thằng này hơi thấp, mà lại nói lắp nữa. Tôi nghe nó gọi bố mẹ nó mất cả tiếng. Thế không được. Tiêu Thanh Kỳ. À, cái thằng cưỡi ngựa ấy. Thằng cưỡi ngựa ấy. Được đấy. Không ổn. Cao giáo sạch sẽ nhưng mà điếc nặng. Nặng lắm. Sao biết? Bùi Như Lạc. À, thằng này nghe đâu tốt nghiệp trường điện ảnh đến eo gì đấy. Được. Ông này, đầu óc để đâu đấy? Thằng ấy là thằng chăn bò bãi ngô. Thế à? Kiểu này có muốn lấy cũng không xong. Thằng nào được một tí là lấy vợ sáo cả. Được đứt ruột. Tại cái Vũ nhà mình già quá đấy mà. Biết làm sao được. Có lẽ phải hạ tiêu chuẩn đi vậy. Giả lại một lần nữa đi ông. Ơ, không có anh Ngón à bố? Mày nói thằng Ngón à? Vâng. Ui giời, con ơi, mày cứu chị mày rồi. Mình ơi, đúng rồi, chính thằng đó. Hồi được chị mày dạy cho mày ít vi tính, thế là mê tít, cứ lân la xuống đây suốt. Đúng rồi, thằng đó. Thằng này được đấy.